Quốc gia nào ở châu Phi không nằm trên đường xích đạo? Kenya, Tanzania, Uganda hay là Somalia? Xin mời anh. Anh có hay hứng thú với lại đề tài địa lý không ạ? Có ngó địa qua địa cầu? Địa lý thì thật sự là tôi cũng không được giỏi lắm. Thôi đã đến đây rồi tôi cũng phải cẩn thận để tôi chọn một phương án là an toàn. Chọn phương án an toàn. Vâng, là anh sẽ lựa chọn sự trợ giúp nào? Tôi sẽ gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Anh sẽ gọi điện cho ai? Tôi sẽ gọi cho một đồng đội là Ngô Khắc Phương. Vâng, chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với anh Phương ạ. Alo. Alo, xin chào anh Phương ạ. Anh Phương ơi, tôi là Dũng, gọi điện cho anh từ chương trình hay là Triệu Phú ạ. Anh Phương ơi, tôi đang ngồi với anh Quý và anh Quý gặp một câu hỏi khó khăn của chương trình và quyết định sẽ nhờ đến sự trợ giúp của anh Phương. Anh Phương sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi sẵn sàng ạ. Hai anh em sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Phương ơi, quốc gia nào ở châu Phi không nằm trên đường xích đạo? Quốc gia nào ở châu Phi không nằm trên đường xích đạo? Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia. Quốc gia nào ở châu Phi? Quốc gia nào ở châu Phi không nằm trên đường xích đạo? Kenya, Tanzania, Uganda hoặc Somalia? Sự trợ giúp này không hiệu quả. Thôi tôi xin nhờ các nhà thông thái. Nhờ các nhà thông thái. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Quốc gia nào ở châu Phi không nằm trên đường xích đạo? Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia. Có 7 quốc gia châu Phi nằm trên đường xích đạo. Câu này là B. Trong đó có Kenya, Uganda. Đúng rồi, chị chỉ phân vân giữa B và D thôi. Chắc chắn là Somalia thì nó nằm ở bờ đông của châu Phi và nó cũng nằm trên đường xích đạo. Còn Tanzania là một quốc gia nằm ở khu vực Nam Phi. Chọn câu B. Các anh chị tư vấn cho anh là phương án B, Tanzania. Trước hết là tôi xin cảm ơn hai nhà thông thái. Vâng. Và cũng không có lý do gì mà không nghe. Vâng. Các hai nhà thông thái. Vâng. Tôi chọn đáp án B. B. Tanzania. Tanzania. Và phương án B là một phương án chính xác. Xin chúc mừng anh. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Cảm ơn. Chúc mừng người chơi. Cũng phải chúc mừng cả hai nhà thông thái vì đã có một phần tư vấn rất là hiệu quả. Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu nghiên cứu về đường xích đạo. Và tôi có nhớ được một số nước ở trên đó. Nhưng phải nói thật là khi mà va chạm vào tình huống như vừa xong thì tôi vẫn có một cái sự phân vân nhất định giữa câu B và câu D. Nhưng mà may quá chúng ta đang có một siêu trí tuệ Việt Nam ở ngồi cạnh đây. Và Hoàng không phân vân một chút nào cả. Bạn ấy nhớ được vị trí chính xác của từng quốc gia. Vâng, xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ.